Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2017. Đến với chương trình bản tin hoa thịnh Đốn gồm có phần 1 là tin quan trọng trong ngày. Trong phần 2, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi tin y học với đề tài những tin tức mới về vitamin B1 với bác sĩ Trần Văn Sáng. Để bắt đầu chương trình, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng trong ngày. Tổng thống Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định khí hậu Paris khiến đồng minh mất tinh thần. Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm thứ năm rằng ông quyết định rút Hoa Kỳ ra khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris, một đoàn mạnh dán vào nỗ lực của gần 200 quốc gia đang tìm cách chống lại vấn nạn biến đổi khí hậu do sự sử dụng các năng lượng hóa thạch tạo ra khí thải làm trái đất nóng lên và tự đặt Hoa Kỳ vào thế cô lập, tách ra khỏi khối đồng minh thân cận đang tìm hướng giải quyết vấn đề này. Bên vực cho quyết định của mình, ông Trump nói quyết định này là để tái khẳng định chủ quyền của Mỹ. Tổng thống Trump tuyên bố, tôi được bầu làm đại diện cho công dân của Pittsburgh chứ không phải Paris. Ông nói rằng Hoa Kỳ có thể sẽ cố gắng tham gia vào thỏa thuận với điều kiện dưới những điều khoản thuận lợi hơn, hoặc Hoa Kỳ sẽ làm việc để thiết lập một thỏa thuận mới, nhưng ông chỉ ra rằng đó không phải là một ưu tiên nếu chúng ta có thể thì đó là điều tốt thôi tòa bạch ốc cho biết sẽ tuân thủ các quy định trong quá trình rút ra khỏi thỏa thuận theo đúng thủ tục điều đó có nghĩa là hoa kỳ sẽ vẫn trong thỏa thuận ít nhất là chính thức trong một năm rưỡi nữa bảo đảm rằng vấn đề vẫn còn tồn tại trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tuy nhiên ông trump tuyên bố và nhấn mạnh từng chữ kể từ hôm nay hoa kỳ sẽ ngừng tất cả các thi hành không bắt buộc của Hiệp ước Paris. Dưới thời của cựu Tổng thống Barack Obama, Hoa Kỳ đã đồng ý theo thỏa thuận nhằm giảm lượng khí thải gây ô nhiễm xuống hơn 1 phần tư so với mức năm 2005, vào năm 2025. Nhưng các mục tiêu quốc gia là tự nguyện, để lại cho Hoa Kỳ và gần 200 quốc gia khác trong thỏa thuận thay đổi cam kết của họ. Đáp lại lời tuyên bố của Tổng thống Trump, tôi được bầu làm đại diện cho công dân của pittsburgh chứ không phải paris thị trưởng thành phố pittsburgh bill puddle đã gọi quyết định của tổng thống trump là một sự thảm khốc cho hành tinh của chúng ta đối với các thành phố như pittsburgh và là một bước làm nước mỹ yếu đi vì thế giới không an toàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp những người ủng hộ mạnh mẽ các sáng kiến của đảng cộng hòa đã mạnh mẽ kêu gọi ông trump không nên từ bỏ thỏa thuận nhiều nhà kinh tế tin rằng hiệp định khí hậu toàn cầu sẽ giúp tạo ra nhiều việc làm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tuy nó có thể tốn kém hơn so với các ngành công nghiệp gây ô nhiễm tuy nhiên tổng thống tranh luận rằng hiệp định này đã làm cho nước mỹ thiệt thòi vì lợi ích độc quyền của các nước khác làm cho các doanh nghiệp mỹ và người đóng thuế phải gánh chịu chi phí tòa bạch ốc cho biết hoa kỳ sẽ ngừng đóng góp quỹ khí hậu xanh của liên hiệp quốc và sẽ ngừng báo cáo dữ liệu khí thải tháng khí carbon dioxide theo yêu cầu của thỏa thuận paris mặc dù các quy định trong nước yêu cầu báo cáo quyết định này không ảnh hưởng trực tiếp đến các quy định của chính phủ hoa kỳ đối với các nhà máy điện và các quy tắc về xe hơi hiện đang nhằm giảm phát thải carbon dioxide mặc dù hiện tại cũng đang được tổng thống trump xem xét các nhà lập pháp đảng cộng hòa đã hoan nghênh quyết định này với lãnh đạo khối đa số tại thượng viện thượng nghị sĩ Mitch McConnell nói rằng tổng thống Trump đã đưa gia đình và công việc lên trước so với ý thức hệ của phe cánh tả và nên được khen thưởng tuy nhiên lãnh đạo của khối thiểu số của đảng dân chủ dân biểu Nancy Pelosi gọi đó là một sự thụt lùi tuyệt vời của lãnh đạo hoa kỳ và là một mối đe dọa nghiêm trọng cho tương lai của hành tinh chúng ta có 10 thống đốc của 10 tiểu bang Hoa Kỳ cam kết ủng hộ hiệp ước khí hậu. Massachusetts, California, Oregon, New York, Colorado, Hawaii, Washington, Connecticut, Virginia, Rhode Island. Ông Elon Musk, người sáng lập công ty Tesla, lập tức tuyên bố rút lui khỏi chức vụ trong hội đồng cố vấn của tổng thống Trump. Tổng quản trị Disney là Robert Iger cũng đã tức khắc tuyên bố rút lui khỏi hội đồng cố vấn tổng thống vì bất đồng với việc Trump rút Mỹ ra khỏi hiệp ước Paris. Các nhà nghiên cứu của Đại học MIT nói ông Trump hiểu lầm nghiên cứu khí hậu. Các viên chức của Viện Đại học MIT cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hiểu lầm nghiên cứu của họ khi ông trích dẫn điều này vào thứ Năm để biện minh cho việc rút khỏi Hoa Kỳ từ Hiệp định Khí hậu Paris Tổng thống Trump tuyên bố trong một bài phát biểu tại Vườn Hồng Tòa Bạch Ốc rằng ông đã quyết định rút khỏi thỏa thuận khí hậu mang tính bước ngoặt, một phần bởi vì nó đã không làm giảm nhiệt độ toàn cầu đủ nhanh để có một tác động đáng kể. Ông Trump nói, thậm chí nếu Hiệp định Paris được thực hiện đầy đủ, với sự tuân thủ của tất cả các quốc gia, cũng sẽ chỉ giảm được 2 phần 10 của độ bách phân để giảm nhiệt độ toàn cầu vào năm 2100. Một số lượng nhỏ, rất nhỏ, theo các tài liệu của tòa Bạch Ốc mà Reuters cho tuyên bố đó là do các nghiên cứu của các nhà khoa học của Đại học MIT thực hiện. Trong khi đó, Trường Đại học Công nghệ Bách khoa MIT tại Cambridge, Massachusetts đã công bố một nghiên cứu vào tháng 4 năm 2016 với chủ đề Bao nhiêu sự khác biệt trong Hiệp định Paris cho thấy rằng nếu các quốc gia thi hành các cam kết của họ trong thỏa thuận, sự hâm nóng toàn cầu sẽ giam lại từ 0.06 đến 1.1 độ C vào năm 2100. Giáo sư Erwan Monier, nhà nghiên cứu hàng đầu của chương trình hợp tác MIT về khoa học và chính sách thay đổi toàn cầu, đồng thời là một trong những tác giả của nghiên cứu, nói chúng ta chắc chắn không ủng hộ việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris. Giáo sư John Raleigh, đồng giám đốc của chương trình cho biết, nếu chúng ta không làm bất cứ điều gì, chúng ta có thể làm tăng thêm 5 độ trở lên và đó sẽ là một thảm họa ông cho biết thêm rằng tòa bạch ốc không liên lạc với các nhà khoa học của MIT nên không có một cơ hội để sự tranh chấp và vòng đàm phán gần đây nhất giữa các nhà khoa học và chính trị gia về cách giải thích các dữ kiện về tác động của việc đốt nhiên liệu hóa thạch tạo ra hiệu ứng thay đổi khí hậu toàn cầu và biến chúng ta thành chính sách tổng thống Trump đã nhiều lần nghi ngờ khoa học về biến đổi khí hậu và ông đã từng cho là một trò lừa bịp của Trung Quốc để làm suy yếu kinh doanh của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mattis sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách châu Á. Theo AP, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 2 tháng 6 nói rằng, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang hướng đến việc tiếp nối phần lớn cách tiếp cận của các chính quyền tiền nhiệm trong chính sách châu Á, với việc nhấn mạnh vào các đường hướng ngoại giao và hợp tác với các đồng minh trong khu vực. Bộ trưởng Mattis đưa ra nhận định, trên khi phát biểu với các phóng viên theo ông đến Singapore, nơi ông đã có bài phát biểu về chính sách tại diễn đàn an ninh khu vực được biết đến là đối thoại Shangri-La vào ngày mai 3 tháng 6. Tuy nhiên, ông không đề cập đến những thách thức của một Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân và một Trung Quốc đang trỗi dậy. Bộ trưởng Mattis nói là một quốc gia Thái Bình Dương, chúng tôi có lợi ích và cam kết lâu dài ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Theo đó, chúng tôi đang chứng minh là chính quyền hiện tại đặt ưu tiên vào việc duy trì sự ổn định với các đồng minh và đối tác của chúng tôi, phần nào đó liên hệ đến những hiệp ước quốc phòng giữa Mỹ và Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Philippines. Theo ông, vai trò của ngũ giác đài là tái củng cố quan hệ đồng minh, tăng cường năng lực quân đội Mỹ để ngăn chặn chiến tranh ở châu Á và giúp đỡ các nước duy trì an ninh của chính họ. Đây là bài phát biểu được các nước châu Á Thái Bình Dương chờ đợi, bởi chính sách của Mỹ đối với khu vực này dưới thời tổng thống Donald Trump vẫn là một câu hỏi lớn. Trong nhiều tháng qua, chính quyền của tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục duy trì sự hiện diện ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Washington đã triển khai lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc, đưa thêm lính đến và triển khai hàng không mẫu hạm tới bán đảo Triều Tiên. Hôm 24 tháng 5, tàu khu trục USS Dewey của Mỹ diễn tập khi tiến vào khu vực 12 hải lý quanh đá vành khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bất chấp sự phản đối từ Trung Quốc. Mỹ tăng cường trừng phạt liên quan đến Triều Tiên, trong đó có Nga. Ngày 1 tháng 6, Mỹ quyết định trừng phạt thêm 9 công ty và các tổ chức chính phủ, trong đó có hai công ty Nga cùng 3 cá nhân, vì hỗ trợ chương trình vũ khí của Triều Tiên. Bộ Ngân khố Mỹ đưa ra thông báo trên trong lúc các nhà ngoại giao cho biết Mỹ và Trung Quốc có thể đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa vào danh sách đen thêm nhiều đối tượng Triều Tiên vì các vụ phóng tên lửa liên tiếp của nước này. Hãng tin Interfax dẫn lời, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Moscow cảm thấy bối rối và lo lắng về quyết định trừng phạt công dân và công ty Nga của Mỹ. Ông Ryabkov xác nhận Nga đang chuẩn bị các biện pháp trả đũa đồng thời nhấn mạnh các hình thức trừng phạt của Mỹ sẽ không giúp khôi phục quan hệ giữa Moscow và Washington. Người ta cho rằng trung tâm này có văn phòng ở Đức, Trung Quốc, Syria, Ấn Độ và Trung Đông. Trong năm tuần qua, Mỹ thảo luận với Trung Quốc về các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc và 15 thành viên của Hội đồng Bảo an có thể bỏ phiếu cho một dự thảo nghị quyết bổ sung tên vào danh sách trừng phạt vào ngày 2 tháng 6. Bất kỳ ai bị đưa tên vào danh sách đen sẽ bị đóng băng tài sản toàn cầu và cấm đi du lịch